Xin chào về các bác và các anh em. Em biết rằng là có rất nhiều các anh em là thích dùng vang số để mà sử dụng và cho nó tiện và nó hay nữa, hay cả phần nhạc, phần mic và phần effect. Thế nhưng mà có rất nhiều các anh em là không biết nên chọn đơn vị nào bán hàng, chọn người nào cài đặt. Thì hôm nay thì em sẽ giúp các anh em có thể là giải đáp được cái băn khoăn về cái vấn đề mà chọn vang số và chọn người làm vang số. Thì có lẽ rằng là rất nhiều các anh em không thể tin được rằng là em là một cái người mà ngồi tại chỗ mà lại căn chỉnh vang số cho các anh em khá hay như vậy, kể cả là anh em làm dịch vụ. Thì có một chú em thì có mua của em một chiếc vang số D4. D4 thì em cũng kể một cái câu chuyện này, và chú này hôm qua có nói chuyện với em rất là lâu về cái vấn đề mà mua vang số. Bởi vì chú này là ở Gia Lai, và trước đấy là có nhờ một đơn vị bán một chiếc vang số D4 và đến tận nhà mang máy móc RTA đến để mà đo đạc, và làm không hiệu quả. Và cái đơn vị này là tư vấn cho chú này như vậy là mua một cục đẩy hơn chục triệu thì chất âm nó sẽ cải thiện rất nhiều. Thế thì sau đó thì chú này thì cũng theo dõi em rất là lâu rồi. Chú này ở Gia Lai làm dịch vụ, tức là phục vụ bà con ca hát. Thì chú này cũng theo dõi em làm về cái dòng D4. Thì chú có đặt mua một chiếc vang số D4. Và ngày hôm qua thì là cái ngày đầu tiên mà chú này sử dụng chiếc vang số D4 của em đi làm dịch vụ. Thì chú phục vụ bà con từ sáng cho đến tối, mà bà con như vậy là chưa muốn nghỉ. Một cái vấn đề là cái effect ở trên D4, một cái chất âm ở trên D4 là khách hàng ưng. Không riêng gì chú này đâu, mà rất nhiều anh em đã từng mua vang số D4 của em, hay là từng gửi vang số D4 lên cho em căn chỉnh, đều có một cái chất âm effect rất là ngọt ngào, tình cảm. Và khi người hát ấy là không muốn nghỉ đâu, không muốn bỏ mic đâu. Đấy là một cái mà làm effect hay. Làm effect hay thì khách hát nó rất nhập tâm, nhập hồn và không muốn bỏ mic. Đây là một cái mà em cũng đã trải qua cái vấn đề kinh doanh karaoke. Và đến bây giờ thì lại cài vang số. Và cái phương châm của em là như thế. Cái phương châm là làm cái effect làm sao mà khách hàng hát cảm thấy nhập tâm, nhập hồn, cảm thấy là nó say sưa, nó quyến rũ, cảm thấy nó thả hồn mình vào cái lời bài hát, thả được cái tình của mình vào cái lời bài hát. Thì đấy là một cái mà thành công khi làm vang số. Cho nên rằng là khi mà em ngồi tại nhà tại chỗ căn chỉnh vang số cho các anh em ấy, là em rất chú trọng đến vấn đề effect. Và vẫn thường xuyên chia sẻ với lại các anh em, cũng như là anh em thợ trẻ, là nên tập trung nghiên cứu về effect đi. Chứ còn equalizer thì nó thể hiện về cái âm sắc. Thì tất nhiên là khi em làm ấy thì nó có nhiều cái chế độ về âm sắc, sáng tiếng, tối tiếng, nịnh giọng, hay là nhiều check, nhiều bass chẳng hạn. Là em đặt tên đấy là nó mang chất về âm sắc. Thế còn cái effect nó sẽ quyết định đến 6-7% trên một cái chiếc vang số, và cũng là quyết định 70-80% trên một bộ dàn karaoke. Thì chú này làm dịch vụ, loa thì cũng chưa phải là tốt lắm đâu. Loa chưa phải là tốt, nhưng mà khi phục vụ bà con ca hát với một cái tính chất là quần chúng, tức là khi mà phục vụ dịch vụ ấy thì nó rất nhiều các cái giọng hát khác nhau, thậm chí là môi trường khác nhau, không gian khác nhau. Thế rồi là giọng hát của bà con ấy thì người hát tốt, người hát không tốt, rất là nhiều như vậy, là cái giọng hát khác nhau và cái khả năng khác nhau của người hát. Thế rồi cái đánh giá, có những người thích hát mà nó không vang vọng ấy thì người ta thích hát chân thật tình cảm. Thế có những người hát kém quá và quen với lại cái tính chất vang vọng thì như vậy lại thích là vang nhại nhiều. Cho nên khách thì nó vô cùng, mà em kinh doanh em biết. Cái ông hát kém ấy thì thích nhạc to. Cái ông hát kém, hát dở ấy là thích nhạc to, và như vậy là thích effect nhiều để cho nó dễ hát. Nhưng cái dễ hát ấy thì là như vậy nó không nhập tâm, nhập hồn. Và cái người nghe cảm thấy là nó nhạt, cảm thấy là nó không tình cảm, nó không vào tai. Thì đây là chú em mà phục vụ từ sáng cho đến tối mà khách vẫn chưa muốn nghỉ. Đây là một cái. Đây, chú này là đánh giá nhé. Cho nên là nhiều các anh em khi mua vang số ấy, là các anh em chưa chọn được đơn vị bán, cũng như chưa chọn được người làm, cũng như là còn băn khoăn về cái xa gần, hay là còn băn khoăn về cái làm tại nhà hay là làm tại chỗ, hoặc có thể là còn băn khoăn về cái chênh lệch một ít tiền. Có nhiều cái băn khoăn của khách hàng em cũng rất là hiểu. Nào là như vậy là băn khoăn về cái người bán, người cài đặt, rồi băn khoăn về chọn vang số,
băn khoăn về cái tính chất là ngồi tại nhà căn chỉnh hay là đến tận nơi căn chỉnh. Thế rồi là như vậy là mua của người ở xa thì có khi nó bất lợi hơn mua của người ở gần. Thế rồi là mua người xa thì bất lợi hơn mua người ở gần. Thế rồi là như vậy là không biết là như vậy là cái ông này ông ngồi tại chỗ căn chỉnh thì có đạt được yêu cầu hay không. Thì đây là một chú em. Em cũng phải đưa những thông tin này ra để cho các anh em khi mà mua vang số ấy, các anh em có thể tin tưởng. Hoặc là các anh em gửi vang số đến căn chỉnh. Đây là một chú em ở Hà Nội. Có gửi cho em chiếc K3 này. Có gửi cho em chiếc Theta K3. Đây là một chú em ở Hà Nội có gửi cho em chiếc Theta K3. Thì nhiều các anh em ấy biết là có thể là em làm được. Nhưng mà cũng còn băn khoăn. Cũng còn băn khoăn là không biết là như vậy là cái ông này ông ngồi tại cái bàn này ông ấy căn chỉnh thì không biết là có đạt được cái mong muốn của mình hay không. Với những cái thiết bị mà ông ấy chỉ gọi là phỏng đoán thôi chứ không nghe trực tiếp thì không biết là như vậy là có hiệu quả hay không. Em cũng hiểu mà nhiều các bác anh em rất băn khoăn là không biết là ngồi tại chỗ như này có lắng nghe được cái phần âm sắc hay là có đánh giá được cái chất âm của loa của đẩy của mic hay không mà lại căn chỉnh được hay. Thì em cũng rất là hiểu. Cho nên chính là em nói cũng kỹ để cho các anh em khi mua vang số hoặc gửi vang số đến căn chỉnh ấy có thể yên tâm. Có thể yên tâm rằng mặc dù là ngồi tại nhà tại chỗ mà làm được khá hay như vậy. Đây là thiết bị của chúng em gửi cho em chiếc vang số Theta K3 dùng BMB này. Thì đây là chú em lại nói lại chia sẻ. Bởi đây là những cái tâm sự của khách hàng, những cái đánh giá của khách hàng. Đây là đánh giá của khách hàng. Đây là tâm sự và đánh giá của khách hàng. Cho nên là nhiều các bác anh em không nắm được. Là như vậy là đôi khi là mất rất nhiều tiền mà lại không hiệu quả. Bởi vì chiếc vang số làm chưa hay. Vang số làm chưa hay thì chẳng có cái bộ dàn nào dùng được. Kể cả là loa có đắt tiền đến mấy, đẩy có đắt tiền đến mấy, mic có đắt đến mấy, hay là không gian gì chăng nữa mà cài vang số không hay ấy, là như vậy là khó sử dụng rồi. Vang số không hay là khó sử dụng rồi. Cái vang số nó quyết định đến 70% mà. Cho nên rằng là nhiều khi là các bác anh em đó là chọn vang chưa hợp lý này, người cài chưa hay này, thì thấy nó không hay thì bắt đầu là đổi. Ngày hôm qua thì chú này có gọi cho em rất nhiều lần. Bởi vì trong cái quá trình mà làm ấy là khách hàng ưng ý quá, chú này phấn khởi. Và trong khi cái đơn vị bán trước đấy như vậy là cài đặt không tốt, mang máy móc đến đo đạc cài đặt không tốt, thế rồi là chất âm không được thì lại tư vấn cho khách hàng là là mua cục đẩy khác mười mấy triệu cục đẩy thì nó sẽ cải thiện được cái chất âm. Không phải đâu, không phải như thế. Và một chú em nữa này, các bác sẽ thấy này, đây là một chú em ở Thái Bình. Chú này em ở Thái Bình này là có lấy của em chiếc Siso T3 nhé. Chú em này ở Thái Bình và lấy của em chiếc Siso T3. Đây các bác thấy như này, đây là Siso T3. Siso T3 chú em ở Thái Bình. Ngày hôm qua thì anh em có trao đổi với nhau. Đây là chú em ở Thái Bình để cho các anh em nắm rõ được các cái tâm sự của một chú em ở Thái Bình. Và em cũng ngồi tại chỗ em căn chỉnh thôi. Ngồi tại chỗ căn chỉnh chiếc Siso T3. Ngồi tại chỗ chứ không phải đến tận nhà đâu. Nếu em mà có thời gian, có điều kiện đến tận nhà các anh em mà nắn chỉnh thêm ấy, vẫn trên các cái cấu hình như thế này mà đến tận nhà. Mà đêm hôm qua thì em có trao đổi về cái câu chuyện mà giữa em với lại cái chú em ở Gia Lai. Là chú có nói chuyện rằng là thợ không làm được thì tư vấn là mua đẩy mười mấy triệu. Đây này, thợ không làm được thì tư vấn cho khách hàng mà thay đẩy nhưng mà không giải quyết được vấn đề bởi vì là do con vang. Đây là chú em Thái Bình nhá. Đây chú em Thái Bình là có mua của em ở có mua của em chiếc T3 ở Thái Bình và ngày hôm qua thì chú có nhận được chiếc Siso T3. Đây là câu chuyện câu chuyện tâm sự của chú em ở Thái Bình mà mua của em chiếc Siso T3. Cho nên rằng là em thường xuyên chia sẻ các anh em về T3. Nhưng mà các anh em là người sử dụng ấy là khó. Các anh em là người sử dụng ấy thì khó, rất khó. Bởi vì trên vang số như dòng Siso này tăng giảm có 0,1 decibel mà. Đây là cái tâm sự của chú em.
em Thái Bình, bởi vì là em cũng dành thời gian để giới thiệu, để cho các anh em có thể là tin tưởng để mua. Em cũng có mang số để bán, nhưng nhiều các anh em thì lại có khi là không tin tưởng, nghĩ rằng là ông này ngồi tại chỗ, ông ấy căn chỉnh thì chắc là chẳng thua, chắc phải mang vang đến tận nhà, làm trên thiết bị, làm tại không gian, làm trên thiết bị thì nó mới hay. Đây, 4 kênh, tức là 4 chế độ ở trên chiếc T3 này nhé. Là 4 chế độ ở trên chiếc T3 mà chú em này đánh giá. Quan trọng nhất là khách hàng đánh giá thôi. Thế còn cái việc mà như em là người làm, em là người bán ấy, thì nói hay, nói tốt để bán, để làm. Thế nhưng quan trọng nhất là cái người khách hàng nhận cái sản phẩm của cái người bán, người làm mà hay. Đây, đây là chú em ở Thái Bình nhé, chú em Thái Bình. Đây, chú em Thái Bình ngày hôm qua có nhận được và trao đổi đây. Đây là chú em mua của em chiếc T3 này. Đây, T3. Chú em Thái Bình nhé. Đây, chú em Thái Bình. Em có rất nhiều anh em Thái Bình. Em có rất nhiều anh em ở Thái Bình như vậy là... Đây, Thái Bình này. Chú em này thì em đã chia sẻ rồi. Chú em này ở Thái Bình. Và em đã chia sẻ là như vậy là... Anh em Thái Bình là rất là tin tưởng khi mà chọn em là người bán vang số và cài đặt vang số. Thái Bình thiếu gì anh em thợ đâu. Thái Bình thiếu gì anh em thợ bán hàng, thiếu gì anh em thợ cài âm thanh, thiếu gì anh em thợ đến tận nhà làm đâu. Thế nhưng mà em có rất là duyên với anh em ở Thái Bình. Bởi vì là nhiều anh em Thái Bình gửi vang số đến căn chỉnh cũng như mua vang số ấy, thì người nọ là giới thiệu cho người kia. Thì làm vang số nó là như vậy. Làm vang số là có phải có cái sự lan tỏa. Người nọ giới thiệu người kia, người nọ giới thiệu người kia, thì như vậy là nó sẽ đạt một cái hiệu quả cao. Chứ còn bây giờ như vậy là làm vang số ấy, mà làm không hay ấy, là khách hàng gọi điện còn không muốn nghe ấy. Bởi vì là không khắc phục được, làm không tốt, khách hàng phàn nàn, khách hàng phàn nàn chê trách, thì như vậy có khi gọi điện không dám nghe. Thế rồi về cái hướng dẫn ấy, thì có khi còn chẳng biết chỗ nào để mà hướng dẫn được cho nó tốt hơn. Bởi vì một cái người gọi là chuyên sâu, một cái người gọi là làm chuyên sâu, chuyên ngồi bên vang số để mà căn chỉnh, ngày nào cũng ngồi 8 đến 10 tiếng bên vang số và được va chạm rất nhiều loại vang số. Các bác thấy rằng từ xưa đến nay ấy, là em vừa bán vừa được cái sự tin tưởng của anh em ở các tỉnh thành gửi đến căn chỉnh ấy, thì được va chạm rất nhiều loại vang số. Từ hàng bãi bình dân cho đến hàng bãi cao cấp, và từ hàng mới bình dân cho đến hàng mới cao cấp, rất là nhiều. Cái số lượng vang số mà qua tay em chỉnh ấy, là có lẽ rằng là khá nhiều đấy. Khá nhiều, đủ các thể loại. Đa phần là chỉnh trên phần mềm, nhưng cũng có một số cái dòng vang số em phải chỉnh bằng tay. Thế nhưng kể cả chỉnh bằng tay hay chỉnh bằng phần mềm ấy, thì em làm cũng khá tốt. Cũng khá tốt. Mặc dù đây em vẫn còn vang số để bán đấy, nhưng mà em cũng không bán vội đâu. Không bán vội. Có thể là một ngày bán một cái hay là chẳng bán cái nào cũng vẫn vui. Bởi vì vẫn có rất nhiều các anh em là tin tưởng gửi vang số đến căn chỉnh. Cho nên cái việc bán thì vẫn bán, vẫn có những cái sản phẩm mang những cái đặc tính về âm sắc cũng như về effect khác nhau, để cho các anh em có thể lựa chọn cũng như là để mà tư vấn cho anh em cho nó phù hợp. Thế nhưng mà em cũng không bán theo kiểu ồ ạt, bán lấy được, bán lấy nhanh. Trong khi như vậy là mình chưa làm kỹ, chưa hiểu, đầu tiên phải hiểu đã. Đầu tiên phải hiểu ở trên vang số đã. Đây là như Theta này các bác gửi cho em rất nhiều. Như dòng Theta từ K3 cho đến K7, các bác anh em gửi cho em rất nhiều. Bởi vì nó hay nhưng khó căn chỉnh. K3 này á, là hay. Từ K3, kể cả K3 thường, K3 thường cho đến K3 E cho đến K5, K6, K7 thì rất hay. Thế nhưng mà bản thân các bác anh em là người sử dụng là các bác anh em khó căn chỉnh. Trong khi cái người bán hàng thì cứ hướng dẫn các bác anh em về nhà tự căn chỉnh. Nhưng cái người bán hàng phải có trách nhiệm làm khá hay cho các anh em, rồi các anh em nắn chỉnh thêm thôi. Chứ còn bây giờ cái người bán hàng là chưa nắm bắt được chất âm ở trên vang số, chưa làm được các cấu hình khá hay, chưa hiểu kỹ ở trên vang số, lại tư vấn cho các anh em về nhà căn chỉnh, thì làm sao các bác anh em căn chỉnh được. Trong khi như vậy là về vấn đề nhiều khi các bác anh em gọi ra đó là khó rồi, còn chưa nói gì các cái vấn đề thẩm âm để mà căn chỉnh, cũng như là vấn đề lưu hay là gọi chương trình. Thế cho nên là nó rất là khó. Cái người bán phải có trách nhiệm,
làm khá tốt thì các anh em, rồi trên cơ sở các cấu hình khá tốt thì các anh em sẽ căn chỉnh thêm thì nó sẽ hiệu quả. Chứ còn bây giờ như vậy là người bán mà gọi là cứ alo trên mic để mà bán cho các anh em ấy, thấy nó sáng sáng ấy, các anh em nghĩ là nó dễ dùng, nhưng cái sáng đấy ấy, chỉ là sáng alo thôi chứ không phải sáng để hát. Bởi hát là nó đòi hỏi cái sự nhuần nhuyễn và cái chất effect ấy là nó phải chân thật tình cảm thì mới hát được. Có khả năng là hát nó không được nhẹ nhưng mà nó có cái tình, có cái chất thật, chất tình, cái effect làm nó mềm mại, tự nhiên, tình cảm, chân thật, hát nó nhập tâm nhập hồn ấy. Có khả năng là khó hát hơn một chút, mic có gì bé hơn một chút, nhưng có khi còn sướng hơn là như vậy, là khi mà mic thì ông ổng, mic thì to, mic thì alo thì ầm ầm, nhưng mà hát thì nó nhạt, hát nó rời rạc hoặc là nó không nhập tâm nhập hồn được thì cũng chán. Thế cho nên là cái vấn đề mà cài vang số là một vấn đề nó rất khó. Em bán nhưng mà em vẫn bảo khó. Khó không phải là đề cao mình, mà khó để cho các anh em có thể lường trước được cái vấn đề là khi mua, các anh em sẽ chọn người nào làm, chọn người nào cài đặt, chọn đơn vị nào bán thì nó mới hiệu quả. Chứ còn bây giờ như vậy là cứ bảo dễ để cho các anh em về chỉnh ấy, thì mình lại còn mệt hơn. Mệt ở chỗ là trước tiên thì mất uy tín đã. Nếu mà làm ẩu, làm vội, làm nhanh, làm không tốt ấy, thì trước tiên là mất uy tín. Khi các bác nhận những chiếc vang số em bán ra hay là cài đặt lại là như vậy, nó không hay rồi. Nó không hay. Cái đầu tiên là mất uy tín thì về sau mình khó bán. Cái hai nữa là như vậy là gửi đi gửi lại để căn chỉnh lại thì nó cũng vất vả ra. Thế rồi là như vậy là các bác anh em là người sử dụng cũng rất là bực mình, khó chịu khi bỏ tiền ra như vậy mua một chiếc vang số 2-3 triệu mà không sử dụng được, khó sử dụng được. Rất là hy vọng là lắp vào là nhạc cũng khá ổn và mic cũng dễ dùng. Thế nhưng mà khi mà lắp vào như vậy là nó chẳng ra gì, nhạc nó chẳng ra nhạc, mic nó chẳng ra mic, thì các bác anh em cảm thấy nó chán nản, gửi đi gửi lại mà vớ vẩn cái ông chuyên môn không có cũng chẳng có tác dụng gì. Nhiều khi thợ đến nhà mà không chuyên môn còn không làm được mà. Nhiều khi thợ đến nhà còn không chuyên môn còn không làm được, huống hồ là như vậy là cái người mà ngồi tại chỗ xong là không có trình độ chuyên môn, rồi là cài đặt sơ sơ qua loa, rồi là alo trên mic thế sáng rồi là gửi cho các anh em mà các anh em dùng được đâu. Nó đòi hỏi cái thẩm âm, đòi hỏi cái kinh nghiệm, cái thẩm âm và cái sự hiểu rất kỹ ở trên vang số thì mới làm được cho các anh em khá hay. Thì bây giờ nó cũng là thời điểm gần Tết thì chắc rằng là có nhiều các anh em sẽ có nhu cầu mua các thiết bị âm thanh, cụ thể là vang số, thì các bác anh em có thể xem clip này thì các anh em sẽ nắm được là cái khả năng căn chỉnh của Thanh Hồng và OKTV. Một cái người mà ngồi tại chỗ mà vẫn có thể là căn chỉnh cho các anh em những chiếc vang số mà các anh em đặt mua, cũng như những chiếc vang số các anh em gửi để căn chỉnh đạt một hiệu suất là khá là cao, thì cái điều này thì em có thể là đáp ứng được cái nhu cầu của các bác và anh em.